tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng và đặc biệt là khi trời mưa thì những hố sâu trên mặt đường đã bị nước che lấp, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khó lường. Đơn cử như là đường liên khu 45, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân với rất nhiều ổ voi, ổ gà. Có những hố sâu khoảng 40cm đã bị nước mưa che lấp làm bẫy người đi đường. Còn tại thành phố Thủ Đức, đường Tăng Nhân Phú, phường Tăng Nhân Phú B thì nhiều xe máy vừa chạy vừa tránh hố sâu, tránh điểm mù xe ô tô, xe tải. Ở những khu vực này thì hàng ngày có không ít vụ tai nạn đã xảy ra. Thì đối với những cái tuyến đường này thì trung tâm cũng sẽ có văn bản gửi cho quận Bình Tân để mà kiểm tra và khắc phục sửa chữa. Đường Tăng Nhân Phú, thành phố Đức thì theo phân cấp thì tuyến đường Tăng Nhân Phú, thành phố Đức là được phân cấp cho thành phố Thủ Đức quản lý. Do đó là việc sửa chữa, là khắc phục các cái hư hỏng thì do là sẽ do thành phố Thủ Đức thực hiện.